Cả nhà thân mến, chương trình quay MV Xứ Người Ơi đã tạm được 80% rồi còn cả nhà. Còn lại là 20% nữa là may mắn và một cảnh đó là cảnh thơm mùi rơm rạ, có nghĩa là Bảo phải đi tìm một cột rơm, một cây rơm ở quê hương Hà Tĩnh và đi quay cảnh là núi núi Hồng Sông Lam. Thì núi Hồng Sông Lam thì mình phải quay cảnh núi non hùng vĩ rồi quê hương cảnh đẹp tổng quan. Hôm nay đang đứng ở phía trên là khách sạn Sông Lam này, đây một khách sạn nằm ở bên dòng Sông Lam cả nhà. Đây đây là cầu Bến Thủy một, cầu Bến Thủy hai ở phía bên này. Đấy, hai chiếc cầu song song này nổi đôi bờ yêu thương luôn cả nhà, quá đẹp luôn, quá thơ mộng này. Ở đây thì cầu Bến Thủy một là nổi từ thành phố Vinh Nghệ An và thành phố Hà Tĩnh, và ở đây là gọi là huyện Nghi Xuân. Đây là bên bờ Sông Lam luôn cả nhà, quá thơ mộng luôn. Mà ở đây có một khách sạn rất là đẹp, mà nằm ở đây thì mà ngồi ngồi ăn ở đây hoặc là ngồi uống cà phê ở đây thì cảnh cực đẹp luôn. Mà ở đây là có một anh giám đốc điều hành khách sạn rất là vui tính. Đây 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 Xin đây chào cả nhà đây đây nha. là anh Tuấn. Anh Tuấn giám đốc điều hành khách sạn. Anh em thấy là ở trên khách sạn đây là tầng mấy hay? Tầng thứ 6 những này đồ view rất là dễ nhìn. Tầng thứ 6 đổ view là nhìn ra xa là nhìn thấy dòng Sông Lam luôn. Thơ mộng luôn cả Mình nhà nhé. đứng đây được hai tỉnh nhá. Bên Đây. kia là thành phố Vinh, Nghệ An. Đấy. Nghĩa bên này là núi Hồng Lĩnh thân thương nhá. Đấy. Đấy. Ông giám đốc điều hành còn còn rất là thơ văn luôn cả nhà nhé. Cảnh đẹp hữu tình luôn. Đấy cả nhà có thể thấy là dòng Sông Lam đang đang gọi là gì? Bữa nay thì cái Hiền cảnh rất hòa, hiền đẹp. hòa. Dòng Sông Lam đang Thơ mộng, hiền hòa. chảy êm đềm ở bên gọi là chảy dài một như như lùa đó cả nhà, như lùa luôn. Nổi tiếng này. Như lùa luôn. Đó, phía bên kia là Núi Tuyệt núi là Quyệt di rồi. tích của Đấy. công chúa người Mỹ. Đây là lịch sử đã để lại cả nhà. Đấy, núi Quyệt là nơi mà vua Quang Trung Nguyễn Huệ đã tập kết 10 Vạn quân. 10 vạn quân để đánh tan giặc Thanh. Đấy, khi mà đưa quân ra Bắc. Đấy. Và phía bên này là những cái khung cảnh mà ở quê hương, tuy rằng bây giờ là làm cầu rồi nhưng mà cảnh vẫn đẹp, vẫn có đàn trâu nhá. Sáng nay là áp áo quay vẫn có đàn trâu nhá. Đấy, đàn trâu bơi lội nhá. Đấy anh Trình sáng đi hỗ trợ áp áo có đàn trâu đẹp Hôm nay phải nói rằng là cái sự nghề rất là ân tình, này. đúng với những cái cảnh mà trong cái bài hát Sứ Nghệ Chị Nghệ ở quê Xứ Nghệ ơi. Sứ Nghệ ơi, và có cảnh đàn Đàn trâu trâu đang đắm mình bên dòng Sông Lam, đang đang đầm đang đang tắm tắm đấy, tắm tạp mát mẻ luôn. con trâu đầm tắm Con trâu đầm tắm bảy mía nương dâu, lũy tre làng cây đa giếng nước sân đình. Đó những cái hình ảnh quê hương này đã lột tả được ở trong khung cảnh mà bữa nay quay, mà tí nữa sẽ quay cảnh là ta đi thơm mùi rơm rạ có cột rơm thì là đẹp luôn, là đủ cả và Bây núi giờ Hồng Lĩnh đó. là đang điền cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thiên Lộc để xuống người dân ấy, là xem có nhà nào đã còn cột Còn cột rơm rơm. Bây đây giờ đây, tìm cột rơm khó lắm, bây trước giờ đây thì nhiều lắm. thì khó lắm. Khó, khó. Giống như mọi châu là ăn khoai thì dễ lắm, nghèo đi ăn khoai khi mà cũng có, Đúng rồi. nhưng bây giờ nhà giàu thì có khoai ăn. Có Có sẵn khoai. đây cả Đúng nhà bên rồi, ngược lại hết ngược đấy. lại. Khổ ta quá hết rồi, bây giờ xưởng cả con cả cháu là phá hết cột rơm. Đấy, Ở cái này trên là đường cây có là đúng đấy. đúng Bây rồi giờ xây toàn là xây nhà để rơm nhưng không không có làm cái cột rơm nữa cột rơm, trẻ con đốt cháy hết cho đấy. nên là bây giờ là không xây cột nữa. Đấy, Đấy cái và mình nói rằng là để mà có được một cái MV chất lượng ra đời, kể cả hình ảnh và những cái ca từ để mà đi vào lòng người, thì phải nói rằng là cái lao động nghệ thuật đối với Á Bảo phải nói rằng là cực kỳ vất vả. Anh bữa rất đi là anh chỉnh vất chu. vả, vì em có vất vả Không mấy sao, mốt. không sao, để cho có một cái bài hát hoàn thiện cho khán giả được được xem ấy, thì mình có thể vất vả một chút. À, thôi Đấy, thì vì đấy cùng là cái sản phẩm nghệ thuật, mà đây là cũng một cái mà Tinh cũng rất là vui, là khi được quảng bá hình ảnh du lịch của quê hương của mình, quê mà Tinh lại là người làm du lịch,
Đấy. Mà lại bây giờ là phải đi tìm cọc rơm này. Đấy. Mà lại phải bảo tồn cọc rơm này nhá. Chính xác. Không có nên bây giờ là về là cột rơm mà ba con đổ thế ra chứ dư xoay lên cọc rơm bằng bê tông rồi đi. Liệt. Bởi vì là người dân họ không nghĩ rằng là bảo họ sẽ về Hà Tĩnh quay cọc rơm. À rồi, bây giờ là bảo tồn cọc rơm. Bây giờ là đi tìm nữa cả nhà. Bây giờ hai mấy anh em đang ngồi nghỉ ngơi uống nước đã. Đúng sau rồi. tập cuối cùng là một tập mà quan trọng nhất. Là có anh Tuấn là đang hỗ trợ về nước nôi ăn uống. Anh Tuấn là vất vả về đường ăn uống. Anh em thiếu ẩm thực ở mô là có cả đấy, nhụt mặn cà chua đấy, đúng anh. Quê hương mình nhụt mặn cà chua. Nhưng mà anh bảo này, dạ. Những cái đĩa nhụt mịt, dạ. Những cái quả cà mặn và chua, dạ. Thì nó lại là đã nuôi người Nghệ Tĩnh, nuôi những người con của quê hương những Nghệ Tĩnh đã tạo nên những cái người tạo nên sự anh hùng cũng như là những cái người hiểu học. Chúng tạo, ta biết rằng là người xứ Nghệ ở xứ Nghệ này là không phải rằng là thiên thời địa lợi, khí hậu thì cực kỳ khắc nghiệt, nóng nực vào mùa hè, mùa đông thì rất là nhiều bão, cho nên là người xứ Nghệ mặc dù rất chăm chỉ nhưng mà lại là cực kỳ khó khăn, cho nên là cái vải ca, vải nhút đấy mà là những cái thức ăn chính của người xứ Nghệ xưa. Còn bây giờ thì ăn nó luôn được, đúng rồi, còn mỗi bây giờ cá nhút này là đặc sản rồi, mỗi châu ăn nó luôn. Là những người nuôi chính bản thân Trinh cũng như là A Bảo lớn lên, những Trinh lớn lên có từ những cái quả ca, những cái sơ mịt nhụt mịt, để mà những cái ca từ trong cái bài hát của A Bảo thì cũng là những cái kể về chát mặn chát mặn A Bảo từ xưa này, từ khi mà còn bé đến giờ. Mỗi châu được A Bảo được trải qua cái thời điểm là Trinh vất vả. Đang xin phép nghe này, dạ, cái dạ, điện dạ. thoại xem có rơm hay không nhá. Có rơm không? Có rơm hay không? Đồng rơm anh ạ, cái cây rơm ấy. Quay phim à? Dạ, bây giờ A Bảo đang rất cần mà phải nói rằng là A Bảo đang ở Nghi Xuân chuẩn bị về ạ. Ok anh, dạ. Nha, khoảng tầm 30 phút nữa là đến nơi. Đó. Bây giờ đồng chí chủ tịch xã Thiên Lộc, nơi có chân, nơi có chùa Hương Tích, phải nói là cực kỳ linh thiêng nha, chùa Hương Tích đã ủng hộ chúng ta, anh ấy đã tìm. Anh là một người rất là nhiệt tình, đã tìm cho chúng ta, đã có cây rơm mà đúng như mong mỏi của ta. Ủa trời. Đấy. Tuyệt vời cả nhà, hôm bữa đi là các thần ủng hộ, các thần núi, thần sông, thần rừng ủng hộ. Ủng hộ cho Đức Phật. Cả Đức Phật nữa. Chúng ta. Thời tiết thì đẹp nữa. Đẹp. Trời trong xanh luôn. Đúng rồi. Trước mắt anh là trời xanh, là biển rộng. Đấy trời xanh này. Đấy trời xanh luôn. Đúng là xanh thật luôn này. Xanh ri luôn. Ôi, trời trong veo anh ạ. Đấy. Bữa nay anh em mình đi quay MV đúng là đủ tuyệt tác mà ekip không có ai cả, có hai nhé. Về một anh em quay phim. Vì đấy là vừa là đạo diễn mà vừa là tài xế luôn đấy. Vừa lái xe này. Lái xe. Vừa đạo diễn này. Vừa đạo diễn hình ảnh là đi tìm cảnh này. Còn A Bảo là nhạc này, đạo diễn này, trong nhạc với có cả đạo diễn hình quay cả kiểu. Đây, tóm tóm. Xin lấy cái ảnh này để chúng ta để làm kỷ niệm. Làm kỷ niệm ekip. Ekip mấy anh em. Đấy. Rất là cảm ơn. Đấy, có núi non. Đây, chúng ta có cái đò đang đi xuôi dòng sông Lam để bắt cá đấy, đánh cá đấy. Đấy. Wow. Đấy. Còn phía bên kia là cái xà lan nó chở cát. Bây giờ đò ní mà quay lại có cả pháo nữa, nó cũng chưa đẹp mấy. Đấy, có đơn giản khi mua mà tìm được con đò mà không có cái pháo. Đấy. Thế nên là đấy, không phải đơn giản nữa kìa. Đấy, về phải tìm ra cái hình ảnh là có không có cái pháo để ghẹ vào. Đợt em có quay là cái con thuyền là nữa ơi, có con thuyền mà quay ở Tuyên Quang ấy. Ghé vào. Ghé vào cái cảnh đấy. Kiểu chắp cần cảnh thôi, đấy, cần đấy, cảnh con thuyền. Một tỷ đấy. Đấy. Ở bên sông Lô, đấy. Bên sông Lam. Cũng là lơ cả đấy. Đấy, không quan trọng có con thuyền mà không có hình ảnh của pháo của ấy. Mộc mạc. Đấy cả nhà, để ra một MV thì không hề đơn giản tí nào. Đấy. Mà đây là một cái sự lao động nghệ thuật cực kỳ nghiêm túc của A Bảo. Mà mình tôi thấy là cái nhiệt huyết của A Bảo trong mỗi cái lời hát của mình, mỗi cái ca từ của mình bằng các cái hành động
rồi phải tìm chỗ nào để quay nó hợp lý với bối cảnh này và có đúng với chất của sự nghề hay không này. Đấy, cái đấy là một cái mà lao động nghệ thuật cực kỳ là nghiêm túc. Giữa trời nắng này, chưa ăn uống gì nhưng vẫn phải ưu tiên để cho cái quay hết cảnh. Đấy. Nhìn đội để giảm cân. Ngán chi cả nhà. Quan trọng mình quay được cái cảnh đi trú. Đúng rồi, đi trú. Sau trú hơn bơi sang bên nữa đảng nhẹ là nếu mà hy sinh cảnh hơn nữa là phải bơi ra đấy. Đúng rồi. Nhưng mà đoàn đi là sẽ bơi ra tỉ nữa lại không có trang phục mà mặc. Ướt phơi không kịp. Thôi đoàn đi là thôi không cán chứ cả. Cả cụ thông cảm chứ. Đoàn đi con mang có một bộ đi bơi ở thì chiều cũng có bộ mà mặc. Sáng nay có một người bạn Đinh Bảo đang là bảo đấy. À Bảo ơi. Nhờ tin nhắn nhủ á bảo là thay cái bộ đồ khác cho cái. Nhưng bảo nói bộ này vừa mới mặc xong. mới mặc xong. Mới ra thông quá. À bảo có ba bộ nhưng mà cứ thay nhau. Rồi cả nhà, bây giờ là tao uống nước cả nhà. Đấy, anh Tuấn là bổ trì nên nước nối đầy đủ rồi. Đấy. Bên là tổng đạo diễn bên hậu cần. Đấy, không đơn giản cả nhà. Uống nước chè của quê hương Nghi Xuân. Đấy, ở bên dòng sông Lam nước rất là ngon. Đấy. Dạ. Giới thiệu đây là ông Trần người Đài Loan. Anh Trần người Đài Loan. Tên là Rick Yichen. À Rick Yichen. Tiếng Hoa là Chen Trung Chin. Chen có nghĩa là Trần. Chen Trung Chin. Chen Trung Chin tức là Trần Vinh Tiến đấy. Trần Vinh Tiến. Anh quê ở Đài Bắc. Người Đài Loan. Đài Loan. Sang đây đầu tư ở Việt Nam cũng 30 năm rồi, khoảng 30 năm. Trước đây làm tổng giám đốc ngân hàng ở trong Sài Gòn. Tuyệt vời. Cả nhà thân mến, hiện tại A Báo đang có mặt ở khách sạn Sông Lam và đang ngồi cạnh là anh Chen Trung Chin, gọi là anh Trần. Mà thực sự là hôm nay rất là vui và rất là bất ngờ mà ngồi cạnh ông chủ đầu tư luôn, anh Chen Trung Chin, anh Trần và một anh nữa. Là anh Hà. Anh Hà là người Diễn Châu Nghệ An. Anh là người Diễn Châu Nghệ An. Em cũng người Diễn Châu luôn. Em gốc Diễn Châu. Dạ, em Hồng Ngô Diễn Châu. Diễn Châu nè. Diễn Châu. Ngô Sĩ Diễn Châu. Rồi hôm nay là ta có duyên cùng họ. Mà hôm nay là ngồi bên dòng sông Lam hiền hòa mà hôm nay áp áo quay ca khúc Xứ Nghệ ơi. Và để có một món quà đặc biệt em muốn gửi tặng hai anh. Nghe ca khúc mà em sáng nay quay MV mà thực sự là cũng là sáng nay là có một người nghe đầu tiên đó là anh Trình. Anh Trình nghe đầu tiên. Sau đó mới đến là anh Tuấn là giám đốc điều hành khách sạn. Và bây giờ là đặc biệt là em muốn nghe cho cả anh nghe trọn vẹn ca khúc để cả anh cùng cảm nhận được là tác phẩm của em gửi tới quê hương. Đấy, đấy. Em xin phép em bật luôn để cả nhà cùng nghe ạ. Xứ Nghệ ơi. Bây giờ chúng ta cùng đón nghe ca khúc Xứ Nghệ ơi. Con đò còn nhớ nắng đổ chiều nghiêng em khói làng quê. Chiều nắng đổ thương canh cò bắt tép ven đê khi gió lao tóc nắng phù sa thương điều ví dân ca trong lời mẹ hát thương người ấy bên sông con đò còn nhớ nắng đổ chiều nghiêng em gói làng quê thương điều ví dân ca trong lời mẹ hỏi
mừng nhá. Rồi. Chúc sức khỏe cho anh. Rất nhiều người ngưỡng mộ. Chúc cho sự nghiệp của báo càng ngày càng phát triển nhé. Đó là món quà của em gửi tặng này. Quê hương và đặc biệt hôm nay gửi tặng khách sạn đầu tiên. Vâng. MV chưa tặng đến quê hương nhưng mà khách sạn Sông Lam được nhận đầu tiên. Đấy. Cảm ơn nhiều nhé. Vâng. Khách sạn Sông Lam là khách sạn tiếp nhận tác phẩm đầu tiên của hôm nay. Và nếu mà ra MV chắc là phải tầm một tuần nữa. Hơn một tuần nữa thì mới ra, thì hôm nay Sông Lam là đón nhận tác phẩm đầu tiên rồi. Đấy, còn hình ảnh của anh em mình mai mốt có ở trên mạng. Ờ vậy à. Ủa, thì ta là bình thường. Vâng vâng, em cảm ơn anh rồi. Chúc anh sức khỏe. Vâng vâng. Vâng, em chúc sức khỏe tất cả các anh. Vâng vâng. Sức khỏe. Đây, cảm ơn cả nhà rất nhiều. Vâng. Em chúc sức khỏe anh Trần. Vâng vâng. Trong MV có hình ảnh của có. Vâng vâng. Thế thì quá tốt rồi. Quá tốt luôn. Vâng. Chúc sức khỏe. Tí nữa nói với Thu Ngân á, là cái hóa đơn bao nhiêu là thu tiền từ quảng cáo hình ảnh có bao nhiêu hình ảnh của anh Trần thì cứ thu tiền càng nhiều càng tốt. Được rồi, cả một giây một tích tắc ở anh Trần ở trên MV ấy, là một tờ đô là A Báo phải chi ra. Anh Trần phải chi chứ. A Báo phải chi ra. Có quá có này ha. Chúc sức khỏe cả nhà. Rồi. Hai ông chủ Trần. Rồi cả nhà ơi, tuyệt vời, hôm nay A Báo đã được gặp tận tay tận mắt anh Dũng Group. Đây. Anh Dũng. Mà nhìn anh đẹp trai, em nhìn hóa hết mắt anh ạ. Quá trời. Không nghĩ anh ở ngoài đẹp trai đấy. Trẻ trung phong độ đấy, anh như thanh niên luôn. Anh em mới giáo dịch qua điện thoại đấy à? À dạ. Rồi cả nhà ơi, thì trong chuyến hành trình về Hà Tĩnh lần đi là A Báo có tác phẩm từ đầu là Khu Mẫn quê tôi. Tác phẩm là anh Dũng nhờ A Báo làm một bài cho quê hương. Sau đó là tiếp tục là A Báo sửa thành là Em Mẫn Du xứ Nghệ. Thế bây giờ là chắc là lễ bàn giao qua điện thoại xong rồi, bây giờ là trực tiếp ở đây em bật cho anh nghe trực tiếp, em sửa xong rồi. Bây giờ em sẽ bật loa, có cái loa to đấy, nhỏ nhỏ đấy. Bây giờ A Báo sẽ bật cho cả nhà cùng nghe. Để lễ bàn giao thì anh em ta lễ bàn giao ở đấy thôi. Đấy, ta nghe, ta duyệt cả. Cả nhà cùng nghe nhạc của A Báo nhá. Nghe mình nghe nhạc thôi. Em còn nhớ những ngày đầu theo chân anh về Mẫn Du xứ Nghệ, răng tiếng quê mình khó học rửa anh ơi. Răng tiếng quê mình khó học rửa anh ơi. Rồ rã giữa ta mùi mặn hương cay, ngược dòng sông Lam nhìn tận cho ngắm ta sang câu bến. Ngon lắm em ơi, nhụt mặn chua ca. Ngon lắm em ơi, tìm ngoài đường mộng mà thương. Em ngó đêm trăng, đêm tận sáng cánh rồi ta lang đòi. Thank you.
đêm nếu anh đang vinh hưng với anh thơ. Rồ rã giữa ca mùi mặn hương cay, ngược dòng sông Lam tình tận đo ngắm ta sang câu biển. Ngon lắm em ơi, tiếng nói quê hương mộc mạc hoa thơm. Hẹn hò đêm trăng, đêm tần sang canh rồi ta làm đòi lừa. Núi tuyết nghiêng mình, cảnh đẹp nên thơ. Cả đêm cãi nhau trên fanpage của A Pào là thôi cuối cùng bây giờ A Pào sửa thành em Mần Du Sự Nghệ, mà còn có cái răng tiếng quê mình khó học rửa anh ơi. Mà răng tiếng quê mình còn không khó học rửa đến bây giờ phải học cho nên để quảng cáo được thêm là tiếng nghệ tình Nghệ An. Rồi là em sửa là cùng em bây giờ em sửa mỏi mặn gương cái thôi. Hôm qua là em vội quá em cũng chưa nghỉ được. Em nói muội cũng được mà mọi cũng được, nhưng mà mọi là hay hơn. Em nghĩ là chân phương quê hương đấy. Em còn nhớ những ngày đầu theo chân anh về Mần Du Xứ Nghệ, răng tiếng quê mình khó học rửa anh ơi, răng tiếng quê mình khó học rửa anh ơi. Rồ rã giữa ca mỏi mặn hương cay, ngược dòng sông Lam đến tận đo ngang ta sang câu bến thủy. Ở đến tận đo ngang là đo đi. Sáng đi em đi anh Trình ơi. Vì anh Tuấn là quái đo ngang, quái cái cột mốc, quái cái chỗ di tích lịch sử ấy. Là đến tận đo ngang là sáng đi là đến tận đo ngang. Thế có phải là sáng đi ta đến tận đo ngang không? Đúng rồi, đừng quái sang bên đấy. Không, có phải là sáng đi ta đến tận đo ngang không? Đúng. Điểm tần đo ngang ta sang câu bến thủy, sáng được điểm tần đến cái mốc thôi. Đấy ý là điểm tần đo ngang ta sang câu bến thủy ấy. Đúng không anh?
Thì đó là cái câu chuyện mà trong em lột tả trong ca khúc mà em còn không biết nói anh em ngồi đấy em xấu hổ chứ. Nụi quyệt em còn chưa được đến đặt chân Nụi Quyệt, và bữa đi đến là em quay ở dòng sông Lam và anh Trình nói đây Nụi Quyệt nơi mà tượng gọi là vua Quang Trung kẻo 10 vạn quân để chuẩn bị là đánh tan quân Thanh, là bữa đi em mới nhìn thấy Nụi Quyệt đó. Bữa sáng thì cùng bụi này, rồi bữa về thì cùng muộn này cũng không nhìn thấy Nụi Quyệt ở mô cả, rồi là cũng không biết xác định là Nụi Quyệt nằm ở bên Y hay bên T, thuộc Nghệ An rồi, nhưng mà ý là không nghĩ là nằm ở bên sát bên dòng sông Lam đấy. Nụi Quyệt nghiêng mình cảnh đẹp nên thơ, sơn thủy hữu tình, tình mình như mơ. Ai có về gieo niềm thương niềm nhớ, xưa ngày ơi em nhớ bữa trưa hè, bữa nay bữa trưa chứ, bữa trưa hè em thương anh về mân du xứ nghề, răng tiếng quê mình khó học rửa anh ơi, răng tiếng quê mình khó học rửa anh ơi. Đó. Rồi là anh mà nói là sợ khổ quá dân tình không hạ được, không phải lo. Em hạ được là mọi người hạ được. Anh sợ đi này, nói chung cái bài hát lên á, cái bài hát vừa rồi em mân với bài hát mà nhiều người theo. Ai cũng phải là nói chung hai. Nhưng mà em thấy là hạ theo khu mẩn nhiều rồi. Khi mà cái bài hát mà em lên mà nhắc Hồng Vân á. Dạ dạ. Xuống như bài nữa. Dạ dạ. Dạ dạ. Đưa cái bài bên sông Lam. Dạ. Bài đó là khi đó là cái điểm của em mà lên. Dạ dạ. Quá tuyệt vời luôn. Tất cả xe ra đều ai mà. Anh dùng muốn nói là phải kiểu như tìm em cũng bị sông Lam. Nhưng mà bài đi lại còn hơn, cao hơn cả sông Lam nữa, bởi vì là ở trong đó có cả văn hóa của tiếng quê mình này, có cả dòng sông biển thủy, có cả biển đò ngày xưa, có cả Nụi Quyệt nghiêng mình cảnh đẹp nên thơ, sơn thủy hữu tình, tình mình còn như mơ này. Đủ cả đấy. Á bảo đi này, bài thế này, dạ. bài trước này đã đây thì mà quay em quay xong có cảnh là hít rớm ra đây, mùi hương ra, còn bài của anh thì hai bài mới quay được. Bởi vì em gặp mặt anh đấy. Anh muốn là sau đó em đi ra Yên Thanh á, em mang cho anh một cái bài hát về, nói về là buổi sáng á, là khi mở bài hát ra là công nhân đến máy á, là cái tiếng máy này, đây tiếng quê hương này, hiểu không, là cái bài hát về nhà máy máy An Hưng á. À rồi là sáng tạo thêm bài nhà máy là mọc máy móc à. Ui trình liệt đấy. Bài này mới hay này, không ra tiền cũng được. Không, cái này tiền sao? Em ra ngoài này, anh chờ em ra là sau về. Không. Dạ, dạ. Wow, trời ơi, từ bây giờ bàn giáo bài đi chưa xong thì thấy bài khả ra đấy. Cái bài này thì ta tình và dù như em bê nó bắt phải thực tế. Dạ, 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 dạ. Thực tế. Bây giờ phải khảo sát thật đấy. Em đi với anh đang vào cái chiều đi này, đi dạ, dạ. Anh chạy ra một cái là về. Dạ, dạ. Đó, cho nên là bảo là khi anh bữa trước là anh điện thoại là buổi đêm thôi, nếu là giao lưu với cô trợ lý của em đó. Dạ, Việt Anh. Nếu là đây nói chuyện là qua cái câu điện thoại thôi thì anh đã đi. Việt Anh là mân cho một cái bài về đây này. Anh muốn đi từ câu 11. Thế là Nụi Quyệt nghiêng mình cảnh đẹp nên thơ, sơn thủy hữu tình, tình mình như mơ là đủ rồi. Hai nữa là mình cũng phải là nói tự hào về đây. Cái khu đất đây là trước đấy là kiểu đâm lầy như làm đẹp như bên này cũng đẹp đây này. Dạ dạ dạ. Để mà xây dựng lên một cái khu không đơn giản đúng không? Không đơn giản là làm ra một cái khung không gian. Đưa anh lên trên trục Facebook của em đấy. Dạ dạ. Đưa lên Facebook là ta cứ âm được thôi. À dạ. Con nhà mấy máy á. Dạ dạ. Đưa lên. Dạ dạ. Cái này là cái này là chủ từ quái thôi. Dạ 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 dạ. Chủ đưa vào lên thôi của chủ. Dạ dạ. Xuất hiện đến bữa sáu lần cười. Dạ dạ dạ. Thôi vì người nổi tiếng. Dạ dạ. Rất khó. Cả nhà mình đi là lễ ban giáo tác phẩm là em Mân Du Xứ Nghề là hạ tăng anh dùng group anh dùng là mong muốn là áp bảo sáng tác một cái tác phẩm về quê hương Hà Tĩnh Nghệ An để giữa dòng sông Lam có biển thủy là bắc ngang qua dòng sông có chiếc cầu biển thủy bắc qua dòng sông là có hai chiếc cầu đấy. Đấy rồi cả Nụi Quyệt về dòng sông Lam với cả biển đò năm xưa đó,
là hòa quyện vào nhau thành tác phẩm anh hai. Ừ. Bài bài đi anh có băn khoăn chi nữa không bài em? Em làm cái chỗ này em sẽ làm cho anh nhiều bài. Rồi. Ui trời còn nhiều bài này làm một bài là liệt đấy. Không liệt thì với cái khả năng của bảo 5 phút mà đi một chuyến châu Âu ngồi trên máy bay mà 5 phút sau là có bài hát. Cái bài riêng của tỷ, của cái này của tỷ. Riêng cái dự án Vĩnh Di Mai Sai này. Rồi cái này là phải ngâm cửu nữa nên mà đoàn đi là được rồi. Được rồi, cái đoàn bài này có như là Dạ. Tuyệt vời rồi. Dạ. Rồi cả nhà thì tạm bây giờ A Bảo xin phép được khép lại video đây. A Bảo xin chụp một kiểu ảnh. Anh thấy nhá, anh chụp cho em với anh. Anh dùng một kiểu ảnh. Đấy. Anh chụp cho em một kiểu ảnh chân dung. Đấy. Thôi ngồi đây được anh. Ta ngồi đây. Quay lại. Ngồi đây. Anh. Đây thu tiền đây. Đây. Anh em mình thôi. Đấy. Cảm ơn A Bảo rất nhiều nhá. Đây. Hay là anh chuyển sang chế độ kia. Ok, anh cho hai kiểu. Một kiểu chân dung với một kiểu. Lấy sang chụp sáng cái dự án đấy kìa. Đấy, có dự án. Nổi quyết. Quyết luôn đấy. Quyết luôn đấy. Đấy. Chợ đẹp lắm anh. Mình đứng bên đi nhìn bên tê, đứng bên tê là nhìn bên đi. Đấy. Rồi trong bài hát là đủ rồi, đủ hết rồi. Đủ hết hết. Ôi trời. Đây còn núi quyệt này, có dự án anh dùng này. Đấy. Có dòng sông Lam, có cơ biến thị. Bốn cái đây, bộ cục ngon lành. Đấy. Sẽ ác liệt rồi. Tí nữa có đi yên thanh kìa không thầy? Dạ. Có rảnh không? Em chắc yên thanh chắc cũng kịp anh ạ. Rồi, tình hình là A Bảo xin phép được khép lại video đây. Em chào anh Dũng, cảm ơn anh Dũng rất nhiều đã tạo cho em có động lực để sáng tác thêm một ca khúc, đó là ca khúc là Em Ân Du Sử Nghệ. Thế đó, tác phẩm mới xong rồi, bây giờ là phải chờ để mic và MC mic nhạc này, mic tiếng và để quay MV nữa anh ạ. Bây giờ gọi là đang demo nên đang nghe tầm tầm thôi, gọi là ghi âm sau để nghe thôi. Còn MV thì A Bảo sẽ quay sau chắc là phải ngày 27 tháng 1 thì theo lịch. Có gì thay đổi A Bảo sẽ thông báo cho anh Dũng và mọi người sau. Rồi, A Bảo chúc cả nhà sức khỏe và bây giờ chương trình A Bảo phải đi quay ca khúc Sử Nghệ ơi để xong MV đã. Rồi, hẹn gặp lại cả nhà, cảm ơn cả nhà đã quan tâm và theo dõi kênh A Bảo nhiều ra mua sai, chào cả nhà. Quê hương ơi thơm mùi rơm rạ, bao năm rồi con xứ người bạt phiêu. Sông Lam ơi tình mẹ vô về, thương quê nghèo thương cánh đồng quê. Xứ Nghệ ơi quê hương ta ơi, núi Hồng là cha, sông Lam là mẹ, có cánh diều nâng bước con đi. Xứ Nghệ ơi quê hương ta ơi, thương mẹ đông sâu trong chiều nắng đổ, thương cánh cò bắt tép ven đê khi gió lao tóc nắng phù sa. Đồ chiều nghiêng em gái làng quê, em gái làng quê. Con đi, Xứ Nghệ ơi
sâu trong chiều nắng đổ, thương cánh cò bắt tép ven đê khi gió lao tóc nóng phù sa. Thương điều vĩ dân có trong lời mẹ hát, thương người ấy bên sông con đò còn nhớ. Nắng đổ chiều nghiêng em gói làng quê, thương điều vĩ dân có trong lời mẹ hát, thương người ấy bên sông con đò còn nhớ. Nắng đổ chiều nghiêng em gói làng quê. Bài này sẽ rất nhiều người hát được. Bài mô cũng khen hay. Núi Hồng là mẹ mà là cha. Núi Hồng là cha, sông Lam là mẹ. Đấy, có cánh diều nâng bước con đi. Có nghe núi Hồng là cha, sông Lam là mẹ nâng bước con đi. Con thành công như ngày hôm nay cũng chính là nhờ bố mẹ, và như núi Hồng sông Lam đã che chở che chắn bão tố mưa sa. Bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu bể dâu thì núi Hồng che chắn hết cho cả quê hương, cho những người con quê hương Nghệ Tĩnh, không phải là nguyên cả Nghệ Hà Tĩnh mà cả Nghệ An nữa, để che chắn hết những sóng gió cuộc đời và bão tố. Và tất cả những người con quê hương Nghệ Tĩnh lúc nào cũng nhớ đau đáu trong lòng, là lúc nào cũng mong muốn được trở về và xây đắp quê hương của mình. Anh nhỉ? Giỏi, chúng ta bảo cả ca khúc nghe mà cảm giác không muốn đi quay MV luôn. Được Việt Nam mà như cái bộ quá ngôi bây giờ là bây giờ bây giờ bảo phải đi quay MV đi, cả nhà mấy cái gỗ thôi. Dạ. Nên là thấy cái ban là mở cái bài hát của A Bảo. Ừ. Với ban là đi A Bảo đi dư đi nhiều nơi lắm, vài năm nữa thì A Bảo nổi tiếng lắm. Cho nên là bây giờ mấy cái ba tranh thủ để gặp A Bảo không được đấy. Rồi anh dùng được gặp thôi. Dạ, dạ thì sợ cũng được gặp anh Dùng đấy. Vất vả đấy, đang làm dự án, bao nhiêu dự án để giúp cho đồng bào, giúp cho nhân dân đấy. Đấy, bởi vì tuyệt vời được ngồi cạnh anh Dùng này. Mà nhìn em thấy anh Dùng là em hóa hết mắt lên ạ. Cũng bị là tài cái cám này răng. Đấy, tuyệt vời. Đi chỗ ông mấy mấy ngày đấy? 15 ngày, dạ, dạ. Mới về đây, đi Hà Nội đi. Biết cái đồ điện thoại của A Bảo đấy, A Bảo lưu lại cái, có chuyện gì để điện. Có chuyện chi là phải alo trực tiếp nữa. Anh nhà mình là như biết rồi thì. Wow, trời đời đời anh đẹp trai. Ôi trời ơi. Đây đây rồi. Mù say say lo say say. Mù say say lo say say. Hầu chứ hầu mẹ mẹ. Đi nhanh nhanh về nhanh nhanh. Đi nhanh nhanh về nhanh nhanh. Ta uống hầu mẹ mẹ. Thầm mõ đeo luôn vòng quanh cô nơi đại ngàn đa xám, giữa núi rừng đường đao khoe sắc như chỉ hồng trên đá. U chàng trai mi tu mù say say lòi say say, mù say say lòi say say hô chớ. Đi nhanh nhanh về nhanh nhanh. Đi nhanh nhanh về nhanh nhanh ta uống.